tiếp tục là con đường quen thuộc cả nhà. Có cá này, có màu rồi, không biết màu gì rồi. Dính không? Quậy rồi. Có. Có quậy thế nào vậy? Có dính cá rồi cả nhà. Này, này, chắc dính cá rô phi quá. Dính rồi, bọt cá sặc nhóc trơn à, dính cá sặc không nè. Đó nè. Đó. Trời ơi. Mừng quýnh hết. Thằng ơi cá lóc. Mừng quýnh hết, dở lên một gọng cá lóc kiến không. Nó vô nó quậy á anh. Nó vô nó quậy, đem cái lời vô luôn. Tưởng đâu dính cá sặc một gọng rồi ngày giả lên cá lỡ kiến. Thằng quá trời. Gấp ten ben cái lời lắm. Mình nhiều khi á nó thiệt. Cái nhà nó với cả nhà luôn, nhiều khi đặt lời mà nó dính cua kẹp đứt cái ngày là cũng một tí voi, không phải cua nữa, một phần cua không, có phải cái con kiến nữa nha cả nhà, nó bén lắm, nó nhám á, nó nhụi nhụi vô á, nó mạnh nữa, nhụi vô mấy cái hôm rồi ten ben hết. Thôi đi ra nghe cả nhà, tiếp tục cái nữa nha cả nhà. Anh đi trước đi. Như gồm sợ mấy anh năm ngón mượn không trả. Bàn tay năm ngón, hai bàn 10 ngón. Ây da. Cái cầu này chứ dễ đi lắm cả nhà. Nó phải cầu mình đằng kia. Có thu hoạch gì không? Có. Khủng luôn, dính đi. Dính thêm được một em cá lóc kiến. Rồi, cá lóc kiến này mập nè anh. Đặt cua, không thấy cua. Kiếm cua, kiếm cá, không thấy có cá. Cá lóc kiến. Dương nó ngạnh ra. Gì anh? Có màu. Có gì không? Có cá sặc. Có cá sặc rồi. Có cá sặc. Rồi cá sặc. Có mồi. Thôi nước cạn quá mình ruộng luôn nha cả nhà. Nãy giờ bữa nước lớn rồi đặt lại nha cả nhà. Chứ cái này nước rút xuống vậy á, ban đêm người ta đi xiệt có dính cá là cũng bắt hết rồi. Rồi nó quá cạn, cái này trống nữa. Ban đêm người ta đi xiệt người ta gặp dính là người ta gỡ hết. Gì anh? Ồ, dính được miếng cá rô phi. Tại vì nước cạn quá, cái nó nóng quá, nước nóng quá. Ồ, chết trơn rồi, ủ quá. Chưa, mới chết rồi. Mới chết rồi, cá còn tươi xanh nè. Chưa xịn. Cá nó xịn rồi, bỏ đi. Cá nó bỏ đi anh này. Cá rô đồng mạnh kia nha. Dạ. Dính được em cá rô đồng bự. Dạ. Thả nó luôn. Chút xíu thả rồi. Luôn luôn. Đằng này còn một cái nữa cả nhà mà không biết có dính không à. Dính lên con cua biển kìa.
Đặt lợp ở dưới sông mà dính cua biển này cả nhà. Bắt con cua ra luôn ấy. Lò này là mình phải về sửa lại nữa rồi. Hư luôn rồi hả? Gì anh? Tạo đi ngồi đây luôn. Chim lũi. Cục lũi. Người ta trốn rồi mà kêu anh kia đựng hay. Đúng. Cái này ta phát cỏ, ta trồng bông lại á. Có gì không anh? Có này, có thu hoạch rồi. Trời ơi, dính được hai em. Ngắm nữa. Ngồi ốc nhóc trơn luôn kìa. Có bu vàng nữa đó anh. Ốc này ốc bé, bu vàng con. Ê. Có mồi rồi đó nghe cả nhà, chiều nay được nồi canh chua thiệt rồi, không phải giỡn. Hồi nãy là mình nói giỡn á, nhưng giờ đủ mồi ăn rồi. Đủ mồi ăn. Có mồi. Cá tiếp theo nữa nghe cả nhà. Cá này không có không thôi. Trời ơi, dính cua biển. Tiếp tục dính cua biển nữa cả nhà ơi. Cua nó cua kình không ghê. Cua này cua già không nha. Cua này trắng tư không nè. Cua trắng tư không nè. Cua nó già quá, nó bạc luôn rồi. Hôm nay đi dính ít dính cua nè. Nó hở mà dính cua quá trời, hầm chín dầu. Nãy giờ đi dính được 3-4 con cua nha. Dính hầm... cua nhiều thì cũng xong luôn. Xong lờ luôn. Nó kẹp gách lờ hết luôn á cả nhà. Nó với cá. Cá lau kiến. Cái này hy vọng là đừng ai dở. Tại mình đặt lợp ở trong gì này trong đồng này cả nhà. Cái một số người ta đi làm phát cỏ này kia á. Ta thấy ta dở hết trơn à. Có dính nè. Cá này đây là muối xương xương. Cá đó muối xương xương tiêm cơm mà hết bài luôn. À, dính cá mà không dám la lớn nha cả nhà. Im luôn, im luôn. Tại dính là mình ra là làng mình không dám la. Ốc màu vàng. Ốc màu đen. Tại nó màu đen. Còn cá hai cái nữa là hết rồi nghe cả nhà. Đi anh. Cung vinh mà biết có cá không thôi. Cá sặc. Cá dính nè. Có dính cả nhà này. Trời ơi. Một lời cá chơi luôn. Quá trời. Tao thao dở anh em coi. Một lời cá chơi cá lóc luôn. Gãy cái lời luôn nè cả nhà. Đúng cái này kêu trúng bảy lời nè. Trời ơi. Có lý. Cái chi trắng ngon nha cả nhà, còn hai ba cái cuối cùng vớt được gì ngon nha. Một con cá lóc nè, cá lóc này nha cả nhà. Cá nhớt. Cá nhớt dạ, dính rồi dính độc rồi.
chơi này chơi phi phi mà cái này giống như nó lai xe vàng hay sao, con này mới chơi trắng à. Được ba con cá chê cũng khá lắm, quậy banh cái lợn đi có lý, gãy cái lợn đi kệ, gãy cái lợn không sao, còn cá lục kiếm nữa, thêm chiếc tàu ngầm nữa, chiếc của Nga. Ồ, con ngoài bé nè cả nhà, nó từng rồi nha cả nhà, tiện cái chơi để con cái nè cả nhà, nó từng rồi. Ồ, mình lại nó chìm lờ xuống luôn á, gung ginh luôn á, có lý rồi. Tiếp tục cái nữa, có nữa nè, không biết cá gì mà lung linh nữa nè, cá lầu khiến gì thỏm nữa quá. Dở lên cá chút rồi tàu ngầm, cái này là tiền đặt là dính cá lầu khiến không nghe cả nhà, vụn luôn cá lau kiến, được hai con cá lau kiến. Mày chi bà mẹ nó không gắt thơm cũng ổn. Nguy hiểm. Có cá muối này nha cả nhà. Cá muối đây. Lau kiến chúa này ha. Nè đó, anh làm nhìn thèm lắm à. Nè đây à, lau kiến nữa nè, đó tàu ngầm á. Thôi con cá nhỏ bỏ đi anh ơi, thả nó về đi, nào lớn bắt. Có gì không anh? Sao anh im gu à? Như gầm mà dở, không có cá như gầm buồn lắm nha cả nhà. Hai chồng mình đi bán á. Ôi, ôi dính. Một lờ ốc. Một lờ ốc luôn. Quá trời ốc luôn rồi. Lý, thôi lý. Đây còn một hai cái cuối cùng nha cả nhà. Rồi xong hai vợ chồng mình về cả nhà ơi. Thăm chiều lắm rồi. Có gì ạ? Lại là gô phi. Lại dính được một em gô phi nữa. Lại là gô phi với ốc mù vàng chứ không có ngoài gà, ngoài khác, gà khác cái gì nữa. À, mấy người ta đi đặt lờ là dính cá lóc, cá chê rồi. Còn như gồm yêu cầu miễn có dính cá sặc với cá gô phi với lau kiến là được. Ừ, đây quê mình mà kiếm quê mình giờ ít cá lắm nha cả nhà, không có còn cá nhiều như lúc trước nha. Giờ sao giờ ta đây bao, ta lên giường chưa, dục lên đêm bắt nha. Rồi xong luôn rồi. Tại giờ này mình đi mình mệt quá, cái vỏ bò dục luôn rồi cả nhà, không có quẩy nổi nữa. Nằm trên trời vậy chứ. Trời ơi, con cá đó nó không thấy đường. Phải vậy chứ không phải vậy nghe. Con cá còn. Rồi đứt dây luôn. Đứt gì hôm nữa. Nó không có đem đồ nghề theo luôn rồi. Gụn luôn đi anh ơi. Vậy là kết thúc một buổi thăm lờ nha cả nhà, cũng có thu hoạch được nhiêu á. Thôi hai vợ chồng mình về đây, bye bye cả nhà. Bye bye cả nhà, về anh ơi, bye bye cả nhà. Bye bye, chào tạm biệt. Cái vỏ nặng dữ lắm luôn mà, ốc dữ. Ốc với cá lau kiến không. Về tới nhà, về tới nhà.
Ốc không để vô tụi tao bể cái thao. Rồi. Đổ ra đi, đổ ra đi. Đổ ra coi. Chó mà lại nghe cá là kiến vậy mà nó lên sổ luôn á. Một thao cá lau kiến không luôn. Cái nhà mà khắp xã một cái thì còn đây nó mới yên. Đó. Đây nó nhiều hơn nè. Khí khí kìa. Chết một. Nhảy 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 bắt đi vô. Chảy chảy chảy. Ây da, dính nữa. Dính nữa. Luôn cua cá biển. Thì một thao luôn. Ốc. Cua biển bò ra. Thành quả được nhiều này nghe cả nhà. Đó cả nhà ơi, thành quả của mình nhiều rồi. Đó. Quá trời nó nhảy rồi. Con cá này còn sống nhảy rồi. Cá chơi cá lóc. Đó. Vậy là quá trúng rồi nè, một thao cá luôn, này thao cá lau kiến nữa. Rồi, bye bye, chào tạm biệt cả nhà nha.